Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Alophone. Hôm nay bên em đã về hàng thêm hai dòng điện thoại, đó là Vivo Y85 và Vivo Y83, đều có RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64. Mọi người xem dòng nào phù hợp với mình thì mọi người có thể tham khảo nhé. Trên tay em là dòng điện thoại là Vivo Y85A, với thiết kế nắp lưng bằng nhựa và có cảm biến vân tay, rất dễ cho chúng ta sử dụng khi mà chúng ta đi đường, vừa lái xe chúng ta vừa dùng điện thoại được ấy, thì có thể là mở khóa bằng vân tay hoặc là mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt đều được. Màn hình là 6.3 inch, với thiết kế tay thỏ giúp cho màn hình có cảm giác rất là rộng và chúng ta sử dụng như là xem video, lướt web thì có trải nghiệm tốt hơn. Hệ điều hành Android 8.0 giúp cho chúng ta có thể tải được tất cả các ứng dụng về máy, như đây em có thể được YouTube này, các trò chơi này, bấm thử vào YouTube xem các video. Thì loa của máy cũng khá là lớn, này về mọi người có thể test ngay cái lúc nhận hàng luôn nhé. Máy thì có dung lượng pin lên đến 3260 mAh, cho chúng ta thoải mái sử dụng cả ngày. Ngoài các chức năng cơ bản ra thì máy sẽ còn có một số các chức năng khác nữa, giống như là chia đôi màn hình này, hay là phát wifi này, tức là một cái điểm phát wifi, hoặc là nhân đôi các ứng dụng cho các cái shop mà kinh doanh ấy. Đó. Rất là nhiều tính năng hay, mọi người có thể tham khảo. Đây là điểm phát sóng wifi này, cảm ứng rất là nhạy mượt mà. Camera kép, thiết kế bo hẹp ở hai cạnh cho chúng ta cầm nắm dễ dàng. Máy thì khá là mỏng, vỏ máy được thiết kế bằng nhựa nên là cầm cũng khá là nhẹ chứ không có phải quá nặng như các máy mà vỏ bằng kim loại nhé. Ở phần bên dưới của máy là loa, tai nghe và chuôi sạc. Đây là điện thoại Vivo Y83, thì bên em cũng đã có quay video cho mọi người rồi. Máy thì khá là mỏng, màn hình thì 6.22 inch, nó chỉ kém cái máy Vivo Y83 một chút thôi. Có cái là nó không có cảm biến vân tay này. Đó, và camera của nó không phải là camera kép. Còn lại về phần cấu hình thì của nó thì cũng tương tự như là Vivo Y85. Mọi người có thể tham khảo hai dòng máy. Máy của bên em bán ra thì đều là màn hình zin hết mọi người nhé, sáng đều và rất là nhạy. RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, nên là thoải mái để chúng ta sử dụng. Máy 2 SIM và có một khay để chúng ta gắn thẻ nhớ nhé. Các chức năng cũng tương tự như là Vivo Y83 vậy, là Y85 vậy. Đó, mọi người có thể tham khảo. Vivo Y83 bên em thì có hai màu là màu đỏ và màu đen. Màu của nó thì nó tươi hơn là màu của Vivo Y85. Và cảm giác là máy Vivo Y83 nó cũng mỏng hơn nữa, mặc dù là dung lượng pin của hai máy là gần như nhau. Có lẽ em đã giới thiệu qua cho mọi người. Mọi người có thể liên hệ website alophone.vn hoặc là gọi trực tiếp để bên em có thể tư vấn thêm cho mọi người nhé.